mở quá hộp. Mua ở trên, bạn nào sửa chữa điện tử thì mua dùng thử xem nhá. Mình để đường link dưới, các bạn có thể mua giá rẻ một mỏ hàn và khò nhá, khò quick 85D. Chắc chắn ngưỡng. Cảm ơn. Bóc vỏ chưa này. Cò này 680.000. Đây các bạn. Chắc họ mua về họ đóng quýt. Đã kiểm tra link mua linh kiện .vn. Không giống cái khó trước của mình. Quick 858. Mặt trước là Quick 858 và đằng sau là Quick 858. À đâu, mặt trước là 858D, mặt sau là 858. Ba đầu các bạn. Ba đầu khó. Khó giá rẻ. Đây khỏi điện 220V các bạn nhé. Trực tiếp luôn. Điện chạy từ trong ngoài ra. Ngon, cái này lưỡng chỉ vàng rất tốt này. Lắp nó vào đây để mình để. Mình để tay khó lên. Hàng khó này thì nó sẽ không bằng cái loại 1,5 triệu đâu các bạn nhé. 1,350,000. Cái này gọi là khò khò quýt, nhưng mà loại loại trung của các bạn.
nắp vào này. Cái này đằng sau là củ chi các bạn nhé. Nóng á, mình xem đốt cái này cháy. Bây giờ xem mình chỉ nhấc cái con này ra. Có rất chi là ngon nhá. Mình để lại. Hơi nóng lắm. Hơi lệch một tí. Okay.
Cuối Hàn coi như là gần ok. Nhất cũng ok. Cảm ơn các bạn đã xem video. Tạm biệt, bye bye. Vô sau mình sẽ khui cái hộp Hàn nha.